Rồi, ok. Bữa giờ anh em hỏi mấy cái hồ cũ nhiều quá thì em cũng xả hết rồi nha mọi người nha. Hiện tại thì em có một cái hồ này của anh khách mới đưa về đây. Cái này là 1m6, rộng 50, cao 60 nha mọi người nha. Thủy mài. Đó, thủy mài ba mặt nè mọi người ha. Thì cái hồ này là cái hồ lọc dưới nha. Cái hồ lọc dưới nhưng mà công nghệ cũ ha. Đây là cái lọc dưới bên dưới nè. Lọc công nghệ cũ là nó xài cái núm. Đó, cái núm và cái hút mặt ở bên đây. Hút mặt là lỗ e luôn nha mọi người nha. Đó, thì nước nó sẽ chảy qua đây và chảy qua đây, nước hút mặt nó sẽ chảy qua đây. Và cái hút mặt cũng là cái lỗ e luôn và nước sẽ xuống đây, xuống lọc đây ha. Thì lọc đây anh có cái túi lọc nè. Rồi, qua canet rồi di mát rồi sứ, rồi đây là máy bơm, có sẵn máy bơm 5.300 luôn nha, latex 5.300. Thì cái bộ này á là đó, em xả là hai củ chính cho anh em mình nha, xả là hai củ chính đó, còn bơm là bơm lên đây, bơm lên đây và vô trong hồ đây ha mọi người ha. Mọi người có thể gắn cái co cho nó chạy qua đây để thổi luồng, thổi mặt hay là thổi đáy gì đó tùy mọi người ha. Đó thì đây là cái hồ, em thấy tổng thể thì nó cũng còn sạch sẽ đẹp ha. Đó, chỉ có cái này là công nghệ cũ nha, keo thì đi hơi dày ha anh em ha. Đây, ngày xưa thì keo nó đi hơi dày vậy đó. À, hồ cũng tương đối, thì đây là hai củ chính nha. Đó, chân sắt như vậy, chân sắt thì còn cũng chắc chắn, cũng ok. Em xả là hai củ chính nha. Nhắc lại kích thước cái hồ này là 1m6, rộng 50, cao 60. Cái lọc của nó thì dài 1m03, rộng 40, cao 40, có 4 ngăn đó mọi người ha. Thì cái này là em giao tại 38 cho Văn Liêm nha. Còn anh em nào muốn đi đâu thì chúng ta sẽ tự trả tiền ba gác các thứ ha. Hai củ chính. Kính này là kính, để em coi coi, kính này là kính 10 ly, 10 ly nha mọi người nha, có thủy mài ha. Em quay tất cả các mặt cho anh em mình xem đây. Cái loại này là anh em có thể đổi tranh được nha, tại vì nó là dạng như là đó, tranh này bên đây đổi được ha. Thì nó là dạng công nghệ cũ, không phải công nghệ mới nhất bây giờ nha. Đó, bên đây anh em có thể để cái này để làm một cái hộc để đồ, để thuốc hay là để các thứ gì đó vật dụng cho cái hồ cá. Bên này cái lọc nó nằm một bên. Rồi, hai củ chính cho anh em mình đó. Ai thích trải nghiệm cái hồ rẻ rẻ, hồ cũ thì hốt em nói về nha. Đó, anh đang để ở chỗ cho Băng Liêm là cũng xả để mà dọn mặt bằng luôn mọi người ha. Đang còn ngổn ngang đây đó, 0922 22 23 23. Rồi, cảm ơn mọi người nha, hai củ chính nha, ok anh em.